On teacher days, I wish for all the teachers success, healthy and have all the happy memories. Thank you. Teachers' Day is a day where the students respect their teachers that they've had in the past, and we enjoy our students coming in and telling us how they love what we do. So for my colleagues, enjoy it as much as you possibly can. Remember that we don't often get thanked as much as you would like to be thanked, and so Teachers' Day is one of those days where we have that chance. But on the other hand, I'd like to see it a different way. I'd like all of us at Amasi to use Teachers' Day to thank each other and to continue to support each other as we continue to build the school. I'd like us to also take this chance to thank the students for making us enjoy what we do, for making us feel happy in our lives. If we are great teachers and we have a good balanced life, it's just as much because of the students' efforts as it is the school or our own. So Teachers' Day for me is about both the kids and about us. So to everyone in Amasi who are teaching, Happy Teachers' Day from us to us. Thì chị cũng xin thay mặt gia đình gửi lời chúc đến các thầy cô. Đầu tiên là tới ban lãnh đạo, ban giám hiệu và tất cả các thầy cô cũng như là trợ giảng của trường Amasi Vạn Phúc dịp 20 tháng 11 thật luôn tràn đầy. Thứ nhất là phải tràn đầy sức khỏe để mà tiếp tục cống hiến và cống hiến cho trường, cũng như là sẽ đào tạo các trẻ, các em từ những cái mầm non sau này sẽ trở thành những cái nhân tài, những cái yếu tố nói chung là quan trọng cho xã hội. Và sau đó là chúc các thầy cô là trên cái sự nghiệp giảng dạy của mình sẽ gặt hái được những thành công, những thành tựu để mà sau này có thể là để lại một cái gì đó nói chung là đem lại một cái tiếng vang hoặc một cái điểm sáng nào đó, một cái tiếng tốt đột phá cho hệ thống trường MRC. Happy Teacher Day. Dạ nhân dịp tháng 20 tháng 11 thì con chúc tất cả các thầy cô luôn luôn vui vẻ và luôn luôn vui cười trong cuộc sống và luôn luôn đồng hành cùng chúng con. Và lời cuối cùng thì con chúc tất cả các thầy cô trong trường MRC và tất cả các thầy cô ngoài trường MRC luôn luôn vui vẻ và vui tươi trong cuộc sống. Dạ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì tôi kính chúc cho toàn thể quý đồng nghiệp, các bạn học sinh và các công nhân viên trong nhà trường có một sức khỏe thật tốt và công việc của mình thật thành công và luôn thuận lợi. Nhân ngày 20 tháng 11 thì chúc các cô có rất là nhiều sức khỏe để các cô có thể dạy bảo các cháu và chăm lo cho các bạn thật là tốt ở trường. Happy Teacher Day! Happy Teacher Day! Happy Teacher Day! Amasi, School of the Avant-Garde.